người đây. Nói chung là gọi con này thôi nhỉ? Ừ, con to làm gọi. Con này chắc thoải mái không? Thoải mái luôn. Bỏ ra đây rồi. Lấy cái đấy lên che đầu đi con. Ông khẩu ông mam này cũng bếp này mà. Tầm 3 ký. Ăn bánh cái mặt kìa. Con ăn cháo chưa? Ăn ăn một tí. Ăn đỡ được phần nào đây. Thấy phân nó đi tạc lại rồi. Lọc. Sáng nay đi 2 lần.